Xin chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Hôm nay thì Navu có một cái tour ngắn đến Ninh Bình để ăn cưới. Thì các anh em đi cùng với Navu ngày hôm nay ấy, thì là các anh em chơi trong đội Exciter ngày xưa, cũng phải đến 5 năm rồi. Cái hồi đầu mà mới ra mắt Exciter 150 ấy, thì anh em có lập một cái nhóm chơi chung. Đến bây giờ thì nhóm không còn hoạt động nữa. Anh em nói chung là bỏ nghỉ chơi xe hết rồi. Người thì đi làm xa, người thì lập gia đình, con cái. Phải làm một cái dịp thật sự đặc biệt gì đấy thì mọi người mới có là có cái cớ gặp nhau được. Và hôm nay thì có một người anh em cũ quê ở Ninh Bình thì lập gia đình đấy, thế nên là anh em mới có cớ để tổ chức một cái tour đi Ninh Bình để ôn lại kỷ niệm xưa. Ok, mời anh em cùng theo dõi một cái chuyến đi ngắn trong ngày của Navu nhé. Đủ chưa nhỉ? Đủ rồi đúng không? Thế là hôm nay là vừa tròn 5 anh em siêu nhân à? Mỗi tội là chưa đủ mỗi người một màu nhỉ? Đây, điểm danh từng xe một nhá. Này, con này con duy nhất được giữ còn cái tem logo của nhóm đây. Nhóm của anh em ngày xưa đây. Exciter 150 Touring và Vượt Hà Nội. Tem này là tem đầy đầu. Tem đầy đầu. Đấy, xe của mình thì thay được 3 bộ tem rồi. Đây, con này xe này cũng là vỏ zin. Tất cả anh em đều chơi zin hết. Đây, con này thì còn cổ điển nữa này. Đấy, con này thì con này chở bỉm sữa của ông anh. Đấy, có một cái thùng rất to đằng sau à. Đấy, con này thì cũng zin, nói chung là cũng zin thêm tí đèn thôi. Hầu hết là anh em trong nhóm là chơi zin hết. Và các cái mẫu xe này hầu như là các mẫu xe cũ. Đây, có riêng con này là mẫu xe từ 2019 thôi. Còn đây hầu như là anh em toàn là xe từ 2015 hết. Đây là những xe đời đầu, Exciter đời đầu. Đấy, con này 2016 rồi. Của anh 2015. Ở đấy, toàn 2015. Toàn 2015 hết. Con này 2015 đúng không? Date 2015 đúng không? Đấy, đây là những gọi là cựu thành viên của nhóm. Thôi anh em lên đường thôi. Đấy, giờ đây mỗi người một công việc, mỗi người một hướng đi riêng nên là rất ít khi gặp nhau được. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ vẫn là đầy đủ. Từ Hà Nam đổ nhá, từ Nam ăn sáng đổ rồi. 4 vạch chắc là xuống từ Hà Nam. Thừa. Hà Nam bao nhiêu cây? Hà Nam 60 cây. Ok các anh em, thì đoàn sẽ dừng ở một cái quán ăn rất là quen thuộc ở Hà Nam. Một quán ăn bánh cuốn để ăn sáng. Đấy. Thì ngày xưa thì anh em hay chạy tour ấy. Mỗi lần mà chạy những cái tour Ninh Bình hay là tour Thanh Hóa ấy, thì hay dừng lại ở đây để ăn sáng. Một cái địa điểm, một cái quán rất là quen thuộc ở Hà Nam. Bánh cuốn gia truyền. Anh em gọi cho tôi chưa? Đây là bánh cuốn Hà Nam nhé. Ăn sáng xong thì nói chung là vẫn còn rất là nhiều thời gian, cho nên là anh em sẽ đi lượn lờ ở đây chút. Đây, hiện tại thì mấy anh em đang dừng ở Hà Nam. Đây, chỗ này là nhà văn hóa tỉnh Hà Nam. Thì còn cách Ninh Bình cũng rất là gần thôi. Mà cỗ cưới thì đến trưa cơ. Đấy, nên là cũng không phải gì phải vội cả. Anh em sẽ đi lượn lờ quanh đây chút.
đã đến nhà chú rể anh em ạ. Bây giờ anh em sẽ vào ăn cỗ nhá. Rồi anh em đủ hết chưa nhỉ? Uống bí đao thay rượu nhá. Rồi anh em xuống nhỉ. Rồi chúc mừng Thành nhá. Rồi. Rồi chúc mừng Thành nhá, chú rể đấy nhá. Chú rể chào khán giả cái. Rồi. Ok. Ok, chúc mừng Thành nhá. Rồi. Đi nhá. Hẹn anh em gì khác nhá. Ok các anh em, hiện tại Nam Vu đang ở chỗ gọi là Tam Trúc Bích Động. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ đi một vòng thuyền ở đây để tham quan. Chưa, cả đời chưa bắt được mám bao giờ. Chưa bao giờ chụp kiểu gì, nhờ ai chụp? Đấy. Rồi bây giờ anh em sẽ hạ thuyền nhá, làm lễ hạ thuyền. Hạ chay. Bờ chia như nào nào? Chia nào? Không phải, thì anh cân. Đúng rồi, nhẹ lên trên, nhẹ lên trên. Em nhẹ mà. 5 em rồi. 5 em. 5. Lắm mới có cái tour như này nhỉ. Mấy năm rồi. Anh em hứa hẹn là có cái tour đi mấy ngày cơ mà. Trước sau cái tour đi đâu nhỉ, đảo gì nhỉ? Đảo Cái Chiên. Đảo Cái Chiên. Mấy năm rồi anh hứa hẹn. Đảo Cái Chiên. Hôm nào làm tour nhỉ? Tour khoảng 5-7 xe. Đi 2 chuyến. Có bây giờ anh em nữa không? Về này. Đây phải có cái lý do là đi ăn cưới này là đấy, xong anh em mới được đi chơi. Ok các anh em, một ngày đi tour đã về. Còn bây giờ là lúc Navu sẽ dành thời gian cho vợ con. Không biết là vợ con đã ngủ chưa nhỉ? Wow. Oh. Xin chào hai mẹ con. Bé Thỏ chưa ngủ à? Bé Thỏ đang đợi bố à? Giới thiệu với anh em nhé. Con gái của Navu có biệt danh là Thỏ. Hơi tối một tí nha. Chào khán giả đi. Nhớ bố không? Nay bố đi ăn cỗ cả ngày, nhớ con gái lắm. Thôi chào bố đi con. Chào bố nhé. Chào các cô các chú xem trên YouTube nhé. Cô chú hãy ấn like và subscribe cho bố con nhé. Đây, lát nữa còn đống quần áo này phải giải quyết đây. Ok các anh em, sau một ngày phơi nắng, phơi gió Ninh Bình thì mặt của Navu dính rất là nhiều bụi. Và bây giờ mình phải kiểu bảo dưỡng, rửa sạch sẽ khuôn mặt của mình, tránh nó lên mụn mà. Navu thì tin dùng cái sản phẩm sữa rửa mặt của Daily Fake. Thì đây là cái bộ sản phẩm thứ hai rồi. Lần trước mình đã mua một bộ, không phải, mà là vợ tặng Navu một bộ. Nên là mình thấy rất là ok, nhà của anh ạ. Thật ra thì ngày nào anh cũng sử dụng, bởi vì cái này nên sử dụng thường xuyên, không phải là cứ đi tour về mới sử dụng, mà là ngày nào mình cũng sử dụng hàng ngày. Đây, cái này nó có dạng là dạng gel nhé, dạng gel. Đây là nào? Đây dạng gel, trông nó như kiểu cái gì. Đây giống cái gì? Nó là dạng gel. Dạng gel lỏng lỏng. Bây giờ mình tạo bọt đúng không anh? Bọt,
và anh em xoa lên mặt khoảng 15 đến 20 giây. Với cái sản phẩm này thì nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên là mình rất là yên tâm. Đấy, nó có tác dụng là làm sạch da này, ngăn ngừa mụn này, kiểm soát chất nhờn trên da. Đúng rồi. Tốt. Ok các anh em, thì trong cái bộ sản phẩm mà Navu để kiểu bảo dưỡng da mặt và trị mụn ấy thì còn có hai sản phẩm này nữa. Một cái là acne cream mà là để gọi là trị mụn, và một cái gọi là dark spot cream là để trị thâm. Cách dùng nó rất là đơn giản thôi. Cái này thì chỗ nào có mụn ấy thì mình xoa lên, mình chấm lên mặt thì sau khoảng từ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ cái mụn nó sẽ rụng ra. Đang mặt nó có hơi chút có mụn đấy. Sau khi mà mụn thành vết thâm thì mình sẽ sử dụng cái lọ này để trị thâm. Thì anh em thấy đấy, về tổng quan thì mặt của Navu nhìn sau thời gian sử dụng ấy nó cũng rất là trắng sáng, được bảo dưỡng nó cũng có kết quả. Đấy, đây là một trong những thành quả của vợ mà Navu thực sự là công nhận. Đấy, hầu như là mụn không còn nữa. Đấy, thế nên là anh em nào mà đang bị mụn ấy thì có thể tham khảo cái bộ sản phẩm này, bộ sản phẩm Daily Fake. Mua ở đâu nhỉ vợ nhỉ? Vợ có mua của bạn Facebook là Như Ý. Thì lát nữa chồng có thể để link bên dưới để em có thể tham khảo nếu mà có nhu cầu mua. Mọi người có thể liên hệ đúng người để được tìm đúng được sản phẩm nhé. Hình như chồng nghe tiếng con khóc vậy. Ủa, mình xem này. Mình ra xem con khóc. Chồng sắp ra mặt rồi. Thôi các anh em ạ, đã đến giờ Navu phải ru con ngủ rồi. Đấy, không có nhiều thời gian để mà chém gió tán gẫu với anh em đâu. Đấy, một ngày của Navu là như vậy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những vlog lần sau nhé. Trật tự.